đồng minh, chúng ta cùng quay trở lại tại Sông Đa Hải Yến Thủ Đạo để theo dõi trận cầu xấu cho buổi tối hôm nay của sân bay của FC Hòa Thuận Phát và Tân Trụ. Giờ bóng đầu tiên ở trận đấu này. Một của hai đội bóng cũng đã chính thức được bắt đầu cuộc xoay giữa cao thủ FC Tân Trụ và Hòa Thuận Phát. Trận đấu đang diễn ra tại sân bóng đá ba và được tuổi phát trực tiếp ở trên ban bích của đội vị trung tâm bóng đá. Thì bên vừa rồi có bàn thắng dành cho các cầu thủ của Hòa Thuận Phát. Và để bóng và tấn công trúng điểm được thực hiện ở trung tuyến. Với cái bàn đá của Thomas số 69 Lý Tuấn Lộc. Đây là trận đấu đang diễn ra tại sân bóng đá Hải Yến Thần Đạo. Tỷ số vừa được mở là 1-0. Hồ Ban 2-0 dành cho cao thủ của FC Hòa Thuận Phát. Pha bóng mà Hồ Ban đã không có bất cứ một sự khó khăn nào khi mà hệ thống phòng ngự của cao thủ áo trắng đã dâng lên khá cao. Bỏ quên mất tiền đạo số 9 của đối phương và Oman cũng đã thực hiện một pha tạt bóng quá tinh tế để có thể đánh bại được thủ thành đối phương. Đưa tỷ số lên là 2-0 cho ca thủ F. Cơ hội, chân trái! 3-0 dành cho ca thủ Hòa Thuận Phát. Cú đúp rất nhanh của số 69 Lý Tuấn Lò. Có những vấn đề về thống phòng ngự của cao thủ FC Tân Trụ. Họ đã ưu ái cho các chân sút của đối phương có quá nhiều những khoảng trống và phải nhận bàn thua thứ ba một cách đầy trong vánh. Mất bóng rồi, tôi dành cho cao thủ của Hòa Thuận Phát sửa bóng. Tình huống ghi bàn của Lý Pì của đội bóng số 20. Và đó là bàn thắng thứ 4 của cao thủ Hòa Thuận Phát. Tỷ số được nâng lên là 4-0. Quả bóng này thì số 20 của Hoàng Thuận Phát hoàn toàn có thể phối hợp hoặc có thể dứt điểm. Rất nhiều những giải pháp được đưa ra cho Lippy. Cú việc bóng của Ban đã chạm vào cầu thủ áo trắng lùi về phòng ngự rất nhanh. Nhưng sóng gió vẫn chưa trôi qua đối với cao thủ của Tân Trụ, Oman. Bóng kẽ chạm của dọc và bật ra. Nếu mà đến cho tôi tiếp cận với những cú dứt điểm thành bàn gõ cao hơn Đỗ Mần. Bóng vừa chạm vào cột dọc bờ ra. Các thủ của Tân Trụ cần phải cảm thấy may mắn khi mà vừa rồi họ không phải nhận bàn thua. Tin trong việc tình huống phản công dành cho cầu thủ số 3. Cơ hội không thể dứt điểm thành công cho số 2 Tuấn Anh. Đó có thể là một trong những cơ hội rõ ràng nhất cho đến lúc này cuộc tài của các thủ bên phía Tân Trụ trước đối thủ của mình. Nhưng tiếc là cũng chưa thể dứt điểm thành công để mở điểm. Tháng thứ 5 dành cho cao thủ Hòa Thuận Phát. Lần này thì Lippy đã có bàn thắng cho riêng mình và sau khi ghi cái bàn thì số 20 cũng sẽ rửa sân bên phía cao thủ Hòa Thuận Phát.